Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 24 tháng 3 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Vận trình thứ tư cho thấy, người tuổi Tý đang gặp cục diện mùi Tý tương hại gây ra không ít rủi ro và tai ương cho người tuổi Tý. Dù đã cố gắng thận trọng hết mức có thể song bạn vẫn không thể tránh khỏi bị những lời gièm pha cản trở của tiểu nhân khiến công việc gặp nhiều khó khăn, tiến độ chậm đáng kể. Lại thêm sự tác động của thiên quan, chuyện tình cảm của con giáp này cũng không được êm ả. Hai bạn có thể tranh cãi vì những hiểu lầm nhỏ nhặt. Những chuyện thị phi vây quanh khiến cho con giáp này mệt mỏi khi phải giải thích hết lần này đến lần khác, tình cảm cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng phần nào. Thủy khắc thổ, tình hình sức khỏe của bản mệnh không khả quan lắm. Lúc này, bạn cần nhất là sinh hoạt điều độ, nghỉ ngơi thư giãn, tích cực rèn luyện và chăm lo cho bản thân thật cẩn thận. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim. Trong sự chi tiêu về tiền bạc nên cẩn trọng, dễ có sự hao tán, vào ra nhanh chóng, nhưng vẫn có quý nhân giúp đỡ hoặc hùn hạp. Có sự chỉnh đốn về nhà cửa, đồ đạc, văn phòng hoặc mua sắm. Có khách ở xa đến hoặc nghe tin tức của họ ở nơi xa. Có hỷ sự về sinh nở hoặc sức khỏe, công danh của người thân và có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy. Gia đạo có đình đám tiệc tùng hoặc có khách đến mời. Mọi sự mong cầu về tiền bạc sẽ có kết quả tốt nhưng chậm đến. Thuận lợi cho việc tạm ứng, vay mượn, đầu tư. Nên cẩn trọng về giấy tờ, văn tự có sự thiếu sót hoặc cần phải bổ sung. Có tin tức ở xa. Nói chung là không nên nóng nảy trong mọi việc. Tình cảm tốt. Có thân nhân hoặc bè bạn gặp rủi ro hoặc đau ốm. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa. Những việc đã có dự tính hoặc đang tiến hành thì cứ tiếp tục. Có người cũ hoặc việc cũ đến đem lại sự thuận lợi cho mình. Nhà có sự hội ngộ, họp mặt của bè bạn, người thân hoặc có tin vui đến. Có tài lộc, nhưng dễ hao tốn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ. Không nên mưu cầu những chuyện lớn lao, dễ gặp sự đảo lộn không như ý, hoặc có chuyện thay đổi, rời chỗ, rời hẹn cho công việc. Sức khỏe không tốt chỉ thuận lợi cho việc nghỉ ngơi, sắp xếp suy tính lại những việc đã qua, đặt kế hoạch mới cho công việc sắp tới. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc. Những việc đã có dự tính hoặc đang tiến hành thì cứ tiếp tục. Có người cũ hoặc việc cũ đến đem lại thuận lợi cho mình. Nhà có sự hội ngộ, họp mặt của bè bạn, người thân hoặc có tin vui đến. Có tài lộc, nhưng dễ hao, nên đi xa, di chuyển, thay đổi hoàn cảnh, công việc hiện tại. Có tin xa. Con số may mắn, 37. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lam trắng. Quý nhân phù trợ, giàu thân tỷ. Tử vi tuổi Sửu. Tử vi hàng ngày cho thấy, cục diện mùi Sửu tương xung báo hiệu thứ tư này không phải là một ngày may mắn với người tuổi Sửu. Cục diện này là nguyên nhân gây ra các cuộc tranh cãi với đồng nghiệp, vợ chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bản mệnh nên nhớ, một điều nhịn là chín điều lành. Đừng cố gắng hơn thua cho bằng được để rồi khiến sự việc đi quá xa. Công kích đối phương, bạn có thể thắng nhưng chắc chắn tình cảm đôi bên sứt mẻ sẽ khiến bạn cũng chẳng dễ chịu gì. Bù lại, thực thần mang đến cho bản mệnh cơ hội kiếm tiền khả quan. Người làm về buôn bán biết nắm bắt đúng thời cơ kinh doanh nên tiền thu về không ngớt, đầu tư đâu chúng đó. Cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy mà bạn đếm tiền cũng mỏi tay. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim. Mọi việc không nên hấp tấp, sự việc dù có gấp gáp đến mấy cũng nên tuần tự giải quyết. Có tài lộc, trong nội bộ công sở cũng như gia đạo nên vì việc chung không nên xích mích vì ý tưởng khác nhau. Có tin xa hoặc có khách đến. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy. Ngày nên thu vén, sắp xếp lại công việc cho ổn định. Không nên mưu cầu những việc lớn lao hoặc tiến hành công việc, ra đi cũng có sự trở ngại hoặc không có lợi gì. Mọi tin tức đến dễ có sự cháo trở, đảo lộn. Nên nghỉ ngơi, không nên tính toán. Có tin xa, tài lộc vào ra thất thường. Tài lộc chậm chạp nhưng cũng có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa. Ngày xung của bổn mạng, nếu không có việc gì quan trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi hoặc tham viếng, gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Ngoài ra sự di chuyển, đi xa về công việc đều khó có kết quả như ý. Có người đến quấy rầy hoặc muốn nhờ mình giúp đỡ.
Tiền bạc nếu có chỉ là chút ít, dễ hao. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ. Ngày xung của bổn mạng. Có tin buồn của thân nhân ở xa, hoặc có tin tức cần phải tiến hành về công việc đã tạm thời bỏ dở. Có sự sắp xếp tu bổ, sửa chữa về nơi ăn, chốn ở của mình cùng thân nhân, hoặc hao về mua sắm cho những gì cần thiết của công việc sắp tới. Ngày không nên quyết định những việc quan trọng khó có kết quả. Có sự nhờ và cần giúp đỡ của bè bạn, thân nhân. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc. Tất cả mọi việc nên cẩn trọng, vì sự việc xảy ra có nhiều sự đảo lộn, tráo trở hoặc thiếu sót. Gặp chuyện dài dà, phiền toái về giao thiệp, gặp gỡ. Sức khỏe không tốt, bất cứ việc gì đến đều có sự trắc trở trước mới có sự thuận lợi sau. Ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp. Có lộc ăn hoặc có quà nhỏ. Có tin buồn. Con số may mắn, 18. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Nhờ có chính ấn che chở, vận trình công việc thuận lợi chính là điểm sáng trong hôm nay của người tuổi Dần. Bạn tìm thấy nhiều niềm vui trong công việc và không ngừng cống hiến hết mình. Tinh thần làm việc hăng say giúp cho con giáp này càng ngày càng đến gần hơn với mục tiêu của mình. Đồng thời, bản mệnh cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, ghi điểm với cấp trên và giành thêm điểm để xét tăng lương thăng chức trong thời gian tới. Ngũ hành xung khắc khiến các cặp đôi dễ gặp phải xích mích khi quyết định công khai mối quan hệ tình cảm của mình. Trước giờ bạn vẫn cho rằng yêu đương chỉ là chuyện của hai người nhưng giờ lại thấy có lẽ yêu không công khai là điều không khôn ngoan chút nào. Tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh thủy. Nếu có người đến đề nghị về công việc, hợp tác làm ăn là họ đang gặp khó khăn, trở ngại chút ít, nhưng là ý định chân thành. Tuy nhiên nên có sự thảo luận, chớ quyết định nhanh chóng bằng giấy tờ, văn tự vì thời cơ chưa đến. Tình cảm tốt, có tin tức về tài lộc công việc. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh hỏa. Nên tìm lại những kinh nghiệm cũ mà ứng phó thì sẽ có kết quả tốt. Không nên hấp tấp vội vàng trong mọi quyết định, sự mong cầu sẽ khó có kết quả hoặc có sự rời hẹn, sai hẹn, tin tức không đến. Có sự hao tài về mua sắm tu bổ, sửa chữa hoặc về tiệc tùng, đình đám. Tài lộc trung bình, có người đi xa quay trở về. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh thổ. Nên có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm những việc cần thiết. Nên di chuyển hoặc nhắn tin người mình cần gặp. Tài lộc có sự trắc trở hoặc có thêm điều kiện mới có. Tuy nhiên cũng có quý nhân giúp đỡ. Sự thỏa thuận nặng về tình cảm uy tín hơn là vật chất, tiền bạc. Nếu có tài lộc thì không nên tiến thêm sẽ gặp điều không hay. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ hoặc có công việc mới. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc. Không nên vì tình cảm quá mức mà buông thả cho họ hành động, sẽ có thiệt thòi hoặc mang tai tiếng thị phi. Có tin tức không tốt ở xa. Việc đi xa hoặc muốn thay đổi công việc, giải quyết một cách dứt khoát chưa có kết quả tốt. Ngày có nhiều người đến vì tiệc tùng, gặp gỡ. Điều tưởng chừng đã mất, đã quên sẽ tìm lại được. Gặp lại người xưa, việc cũ. Không nên cãi nhau vì bất đồng quan điểm, việc ăn uống, xử sự mỗi người đều có tánh ý khác nhau. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim. Mọi việc không nên hấp tấp bước vào việc là có rủi ro hoặc hư hại hoặc có người không vừa ý, có chuyện buồn. Tuy nhiên sẽ có kết quả tốt, nên có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm những việc cần thiết. Nên di chuyển hoặc nhắn tin người mình cần gặp, tài lộc có sự trắc trở hoặc phải có thêm điều kiện mới có. Tuy nhiên cũng có quý nhân giúp đỡ, ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, hoặc có công việc mới. Con số may mắn, 3, 5. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, đen, vàng. Quý nhân phù trợ Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Theo tử vi thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2021, người tuổi Mão được tam hợp nâng đỡ nên chuyện tình cảm tiến triển hết sức thuận lợi, đặc biệt là với người độc thân sẽ có thêm cơ hội tìm được một nửa yêu thương trong các mối quan hệ xã hội. Ngày có thiên ấn xuất hiện, bản mệnh có thể phải đối mặt với không ít thách thức trong công việc. Dù chặng đường đang đi có không ít khó khăn, vất vả nhưng bạn hãy động viên bản thân nhìn vào tương lai phía trước để cố gắng và nỗ lực hơn. Chẳng ai ngồi không lại được hưởng lợi, những nỗ lực của bạn đều được cấp trên nhìn nhận đó. Mộc khắc thổ, sức khỏe không tốt làm cho tuổi Mão thấy rất mệt.
Thời điểm này, bạn có thể xuất hiện cảm giác chán ăn, mất ngủ, cơ thể lúc nào cũng uể oải thiếu sức sống. Hãy đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để hiểu được cơ thể mình nhé. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy. Không nên níu kéo khi sự việc hoặc chuyện tình cảm đã đến hồi kết thúc thay đổi. Sự việc tùy thuộc vào người bạn của mình để tránh sự phiền lòng trách oán. Nhà có đình đám tiệc tùng hoặc có cuộc hẹn và có nhiều người đến hoặc nhận được nhiều tin tức của họ. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa. Trong nhà hoặc công sở có người đến thăm hoặc hỏi về chuyện hợp tác làm ăn. Có sự hao tốn về mua sắm, sửa chữa các vật dụng trong nhà, nhất là các loại có liên quan đến điện, lửa. Tin tức đến chậm có trở ngại. Nói chung ngày dễ gặp sự trắc trở, khó khăn nhưng cũng không phải là xấu. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp. Cẩn trọng không bàn đến chuyện người dễ bị hàm oan, trách oán. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ. Tất cả mọi việc nên cẩn trọng, vì sự việc xảy ra có nhiều sự đảo lộn, tráo trở hoặc thiếu sót. Gặp chuyện dài dà, phiền toái về giao thiệp, gặp gỡ. Sức khỏe không tốt, bất cứ việc gì đến đều có sự trắc trở trước mới có sự thuận lợi sau. Ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp. Có lộc ăn hoặc có quà nhỏ. Có tin buồn. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc. Ngày có tiệc tùng, hoặc có sự tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, có lộc ăn, quà tặng. Sự mong cầu về tiền bạc, tài lộc còn chậm nhưng cũng không có sự thiệt thòi. Nên tìm lại những công việc cũ còn sót lại để giải quyết cho xong, có lợi sau này. Có tin buồn, hoặc có sự thất bại của người thân. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim. Nên cẩn trọng về sức khỏe, có tin buồn. Nếu là chuyện vui chơi cũng hao tốn, có sự mích lòng, hoặc không đi được. Ra đảo hoặc trong công sở có nhiều việc xảy ra khiến mình phải giải quyết, lo toan, bận rộn. Có nhiều tin tức hoặc có thân nhân, bè bạn đến khiến mình phải tiếp hoặc phải bỏ ngang công việc nửa chừng. Có sự hoàn trả về tiền bạc, hoặc phải mua sắm, sửa chữa. Con số may mắn, 3, 6. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn. Thương quan độ mệnh nhắc nhở người tuổi Thìn cần nhanh chóng chấn chỉnh thái độ thiếu tập trung, lơ đãng trong mọi việc nếu không muốn bản thân vướng phải những rắc rối không đâu. Nếu ngay đến chính bạn cũng không biết mình đang làm gì thì chắc chắn sẽ mãi dậm chân tại chỗ mà thôi. Bên cạnh đó, dù chỉ một vài sơ suất nhỏ cũng có thể khiến bạn bị đánh giá thấp về cả quá trình mà mình đã đi qua. Càng trong thời điểm quan trọng, con giáp này càng cần phải tập trung trí lực và nỗ lực tối đa. Thổ khí đương vượng, sức khỏe của bản mệnh có thể bị ảnh hưởng ít nhiều. Hãy sắp xếp thời gian để công việc không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình, hãy nghỉ ngơi khi cần thiết nhé. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa. Không nên tự mình quyết định khi chưa có sự tham khảo ý kiến của quý nhân, bè bạn, những việc có liên quan. Nếu không như vậy thì chớ nên hành động, vấn đề còn mơ hồ và sẽ có tin tức mới ở một ngày khác. Chỉ nên thu vén công việc, giải quyết những gì còn tồn đọng ở quá khứ. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, có sự kiêm nhiệm, đại diện, làm thay cho người khác, hoặc được nhờ vả. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ. Nếu là chuyện tình cảm thì nên dè dặt, mọi việc nên để tự nhiên, không nên cưỡng cầu hoặc nóng vội sẽ có kết quả tốt, bằng ngược lại sẽ gặp rủi ro, thất bại. Mọi tin tức đến trong ngày đều dễ có sự đảo ngược trong thực tế. Chỉ nên chỉnh đốn, tu bổ, sắp xếp cho tốt những gì mình đang có. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc. Mọi việc chỉ nên ngồi yên, nhưng nếu cần làm thì phải làm cho nhanh, không đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt thì mới có lợi. Không nên suy tính quá kỹ lại trở thành không tốt, nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi. Có tài lộc hoặc có tin tốt về công ăn, việc làm, tình cảm, tiền của sự đáo hạn, định kỳ. Có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim. Đề phòng có người chơi xấu, hoặc có sự bội ước. Có tin buồn hoặc tin xấu của thân nhân, bè bạn, hoặc có người đến nhờ vả mình giúp đỡ. Nếu là người làm về kinh tế nên có sự nhẫn nại với khách hàng, nhưng cũng không nên vì quá tình cảm mà gặp sự thiệt thòi, hoặc phải miễn cưỡng mà làm sẽ không có lợi cho cả đôi bên. Có lộc nhỏ. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy. Ngày có sự thay đổi về công ăn, việc làm, phương hướng hoặc có sự kết thúc về công việc. Việc chờ đợi đã lâu hoặc có hẹn ước nay có kết quả. Nhưng không nên tiến hành nhanh vì sẽ có chuyện mới xảy ra khiến phải thay đổi kế hoạch.
Gia đạo có đình đám hoặc có sự họp mặt, hội họp, hoặc có tin tức của thân nhân, bè bạn ở xa. Có sự thuận lợi về mong cầu tiền bạc, có hỷ sự, hao tốn về di chuyển, đi lại, xe cộ, máy móc. Con số may mắn, 48. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ Tuất Dậu Thân. Tử vi tuổi Tỵ. Tử vi ngày thứ tư cho thấy kiếp tài cản trở rất nhiều đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Tỵ. Việc đầu tư công sức vào những mối quan hệ không hiệu quả khiến bạn gặp rắc rối vì không thể nào làm việc yên ổn. Liên tục có kẻ quấy phá, làm hư hỏng nếu không thì cũng nhờ vả và ăn cắp thời gian của bạn. Bù lại, cục diện tam hội lại là tin mừng với chuyện tình cảm của con giáp này. Các cặp đôi ngày càng thấy mức độ gắn bó của mình với đối phương khăng khít hơn, khó có điều gì có thể ngăn cách hai bạn lúc này. Tuy nhiên, đừng lúc nào cũng nhìn đời qua lăng kính màu hồng kẻo sẽ bị thực tại kéo ngã rất đau. Hỏa sinh thổ, tài chính của bạn có những dấu hiệu khởi sắc trở lại và bạn nên duy trì tình hình này đến cuối tháng nếu như không muốn lại, cháy túi trong thời gian sắp tới. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa. Có cuộc đi xa hoặc di chuyển, dù có trở ngại chút ít. Nên đến nơi việc cần thiết kẻo có sự sai hẹn. Có sự tu bổ sửa chữa hoặc cần phải bàn thảo lại cho công việc. Có sự hội họp gặp gỡ, đình đám, vui chơi. Có tin buồn, có tài lộc. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ. Có tin buồn, dù có cuộc vui cũng không trọn vẹn như ý. Sự gặp gỡ với mọi người chỉ đem lại chuyện không hay, buồn phiền, hoặc hao tốn. Thêm một chuyện thà bớt đi một chuyện, sẽ tránh đi nhiều chuyện phiền hà trong ngày. Chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, sắp xếp lại công việc, dễ hao tài. Nên cẩn trọng về lời nói, văn thư, giấy tờ dễ có sự thiếu sót, hiểu lầm, tranh cãi. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc. Ngày không tốt, nên cẩn trọng về sức khỏe, có tin buồn. Nếu là chuyện vui chơi cũng hao tốn, có sự mích lòng, hoặc không đi được. Gia đạo hoặc trong công sở có nhiều việc xảy ra khiến mình phải giải quyết, lo toan, bận rộn. Có nhiều tin tức hoặc có thân nhân, bè bạn đến khiến mình phải tiếp hoặc phải bỏ ngang công việc nửa chừng. Có sự hoàn trả về tiền bạc, hoặc phải mua sắm, sửa chữa. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim. Có những sự việc xảy ra khiến mình phải lo âu, bận rộn chưa biết được phương cách giải quyết, hoặc có tin buồn, sức khỏe không tốt. Có sự hao tài về tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Nếu không phải là việc quan trọng thì nên nghỉ ngơi. Di chuyển, đi xa, gặp gỡ đều không có lợi. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của bổn mạng, nên có sự chậm rãi, không nên quyết định vội vàng sẽ không có sự thuận lợi tốt đẹp. Có người đến nhờ mình giúp đỡ. Chuyện tiền bạc xây cần phải khéo léo, dễ có sự hao tốn hoặc không thành công. Việc tồn động ở quá khứ nên giải quyết cho xong như chữa bệnh, chỉnh đốn công việc, thu dọn những việc còn bỏ dở. Con số may mắn, 27. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ cam. Quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ. Mùi Ngọ nhị hợp là điềm báo đào hoa nở rộ với người độc thân, bạn có nhiều cơ hội lựa chọn đối tượng hẹn hò. Tuy nhiên phải luôn nhớ rằng, tất cả mới chỉ ở mức thăm dò và quen biết, muốn tiến xa hơn cần có thời gian tìm hiểu chín chắn kỹ càng. Thế nên đừng vội vã, quá vồ vập sẽ khiến cho mối quan hệ trở nên nhạt nhẽo, nhanh tới nhanh đi đấy. Tỷ kiên mang đến cho con giáp này tinh thần phấn chấn thoải mái giúp cho bản mệnh phát huy hết sức mình. Dù có khó khăn trước mắt cũng không khiến cho bạn chùn bước mà ngược lại còn mang tới kết quả tốt đẹp hơn nữa. Bằng chính năng lực của mình, người tuổi Ngọ đã giành lấy cơ hội để thăng tiến trong thời gian tới. Sự linh hoạt trong cách ứng biến của bản mệnh gây ấn tượng sâu sắc với cấp trên và bản mệnh được trao cho thêm nhiều trọng trách để tiếp tục thể hiện sức mình. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim. Giải quyết công việc không nên dựa vào tình cảm quen biết mà cũng không nên để người phiền lòng. Ngày đòi hỏi cần phải có sự khôn khéo, uyển chuyển mới có cơ hội thành công. Trong việc giao thiệp vui vẻ nên nêu ý kiến của mình về sự hợp tác hoặc nhờ người giúp đỡ. Không nên e ngại sự hao tốn. Có sự tu bổ, sửa chữa đồ đạc xe cộ, máy móc hoặc mua sắm. Sự mong cầu về tình cảm phải chậm rãi mới có kết quả. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh thủy. Ngày của đám đông, hội ngộ, hội họp, họp mặt, hẹn ước, định kỳ. Đã đến lúc có sự thay đổi trong mọi việc.
Sự mong cầu về tiền bạc, tài lộc chỉ nên ở mức bình thường hoặc hãy để tự nhiên sẽ có kết quả tốt. Không nên thấy có lợi mà lại đòi tiến thêm sẽ không hay. Có cuộc đi ngắn hạn, hao tài vì giao thiệp, mua sắm, có tin buồn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa. Ngày có sự thay đổi về công ăn, việc làm, phương hướng hoặc có sự kết thúc về công việc. Việc chờ đợi đã lâu hoặc có hẹn ước nay có kết quả. Gia đạo có đình đám hoặc có sự họp mặt, hội họp, hoặc có tin tức của thân nhân, bè bạn ở xa. Có sự thuận lợi về mong cầu tiền bạc, có hỷ sự, hao tốn về di chuyển, đi lại hoặc xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ. Ngày của sự đến hẹn, định kỳ, những việc đã có dự tính trước nay xuất hiện. Hoặc có sự kết thúc của việc làm và mở ra công việc mới. Tuy nhiên cũng nên xem xét lại kỹ lưỡng có sự thiếu sót cần phải sửa chữa, điều chỉnh. Ngày có tin vui, hoặc có khách đình đám. Sự mong cầu về tài lộc tuy chậm nhưng sẽ có kết quả. Nên cẩn trọng khi sử dụng xe cộ, di chuyển. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc. Không nên để mình bị lôi cuốn vào những việc đang xảy ra hoặc bị trắc trở khó khăn. Mọi việc nên từ từ giải quyết. Tài lộc trung bình, sự mong cầu về tin tức còn chậm. Hao tốn về chuyện giao thiệp, gặp gỡ, những chuyện định kỳ. Có tin buồn, đề phòng sức khỏe. Con số may mắn, 59. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, cam, hồng. Quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi. Tử vi hàng ngày tiết lộ thực thần trao cho người tuổi Mùi cơ hội phát tài phát lộc, nhất là với người làm ăn kinh doanh. Việc buôn bán thuận lợi vô cùng, bản mệnh có thể sẽ được quý nhân trợ giúp và gặp được đối tác làm ăn thích hợp, hợp tác với nhau trên nền tảng cùng có lợi. Hôm nay có thể nói là ngày vô cùng may mắn nếu bạn thực hiện kế hoạch thuyết phục khách hàng đầu tư, hợp tác ký kết hợp đồng, bàn bạc điều kiện làm ăn. Sự kết hợp của chân thành thẳng thắn, tự tin trầm ổn và khả năng ăn nói tài tình, trình bày thông minh sẽ giúp con giáp này giành được kết quả mà mình mong muốn. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay ngày 12 âm lịch, nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng. Chỉ nên giới hạn trong các công việc thường nhật. Không nên toan tính gì thêm sẽ không có lợi. Tài lộc trung bình, có người đến nhờ mình giúp đỡ về công việc cũng như chuyện riêng tư, tình cảm, nhà cửa. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của bổn mạng. Có nhiều sự bận rộn, lo toan cho công việc. Tất cả đều chưa có kết quả, cần phải bỏ công sức nhiều hơn và sẽ có kết quả tốt trong tương lai. Nên chú trọng sự góp ý của bè bạn, người cộng sự trước khi quyết định. Ngày thuận lợi cho sự nhóm họp, bàn thảo. Hao tài về mua sắm, đi lại, nhưng có tài lộc cũ. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng. Nên có sự chậm rãi, không nên quyết định vội vàng sẽ không có sự thuận lợi tốt đẹp. Có người đến nhờ mình giúp đỡ. Tài lộc vào ra thất thường nhưng vẫn có lộc. Những việc tồn đọng ở quá khứ nên giải quyết cho xong như chữa bệnh, chỉnh đốn công việc, thu dọn những việc còn bỏ dở. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng. Chỉ nên giới hạn trong các công việc thường nhật. Không nên toan tính gì thêm sẽ không có lợi. Tài lộc trung bình. Có người đến nhờ mình giúp đỡ về công việc cũng như chuyện riêng tư, tình cảm, nhà cửa. Có lộc nhỏ. Mọi việc khi tiến hành không nên cầu mong kết thúc sớm, có trở ngại chính đáng. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của bổn mạng. Nếu có tiền bạc thì cũng phải hao tốn về mua sắm, tu bổ, trả nợ, hoặc được vay mượn. Ngày có nhiều biến động, thay đổi từ công danh, việc làm cho đến tình cảm. Có sự họp mặt, gặp gỡ hoặc có tin tức của người thân, bè bạn. Có người đi xa, gặp lại người xưa. Con số may mắn, 38. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, nâu cam. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân. Với người tuổi Thân, sự nhanh nhẹn, thông minh và giỏi thích nghi giúp bạn có thể đạt được những điều muốn nếu duy trì được sự hứng thú ban đầu của mình. Hơn nữa, bạn biết mình phải làm gì trong những tình huống khác nhau, nhờ thế mà dễ dàng khiến cho mọi người cảm thấy hài lòng khi tiếp xúc với bản thân mình. Nhờ có chính tài trợ mệnh trong thứ tư này, bản mệnh không còn quá lo lắng vì vấn đề tiền bạc.
Thu nhập của con giáp này vẫn đang ở mức ổn định, không chi tiêu hoang phí thì không có vấn đề gì lớn. Ngũ hành tương sinh mang tới tâm trạng vui tươi, phấn khởi, lại có dịp nâng cao thu nhập như thế nên bạn cũng khá rộng rãi trong chi tiêu cũng như đối nhân xử thế. Đối đãi với bạn bè, người thân, người thương đều rất thoáng, tặng quà, mua đồ hay chiêu đãi vui chơi ăn uống đều chẳng cần suy nghĩ. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy. Không nên dính líu vào chuyện của người khác, dù là công việc hay tình cảm sẽ bị nhiều vướng mắc. Chuyện trong nhà, nội bộ nên bàn thảo, không nên giấu giếm, chỉ đưa đến sự bất hòa, đa nghi. Có sự tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, di rời đồ đạc, văn phòng. Có khách đến. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa. Mọi việc đều khó có sự kết thúc rõ ràng, vừa ý, hoặc mọi chuyện còn mơ hồ chưa có phương hướng giải quyết dứt khoát, chỉ nên tạm dừng. Chuyện tình cảm không nên tiến hành dễ, có sự xa cách, chia tay không có kết quả. Tin tức chậm trễ, sức khỏe không tốt, có sự thiệt hại về tiền bạc, nếu có thì cũng chỉ là lộc bồi thường. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ. Không nên để mình bị lôi cuốn vào những việc đang xảy ra hoặc bị trắc trở khó khăn. Mọi việc nên từ từ giải quyết hoặc nên để vào ngày khác. Tài lộc trung bình, sự mong cầu về tin tức còn chậm. Hao tốn về giao thiệp, gặp gỡ, những chuyện đáo hạn, định kỳ, đến hẹn. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc. Sự việc có thể đảo lộn không như mình nghĩ. Mọi việc không nên cưỡng cầu, chỉ tự làm khổ mình. Có quý nhân đến giúp đỡ về mặt làm ăn hoặc có tin tốt về việc làm. Đã đến lúc cần phải thay đổi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính từ lúc trước. Tài lộc đến bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, không nên tiến thêm. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim. Chuyện tình cảm không nên dính vào việc làm, nên có sự bàn thảo hội họp về công ăn, chuyện làm, chuyện đi xa, thay đổi kế hoạch làm ăn hoặc thay đổi về nơi ăn trốn ở nhà cửa. Nhận được tin tức của thân nhân, bè bạn ở xa về di chuyển, tin gặp lại người xưa. Tài lộc còn chậm, dễ hao. Con số may mắn, 26. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu. Thiên tài nhập mệnh hỗ trợ cho người tuổi Dậu rất nhiều để hoàn thành những mục tiêu doanh thu, dự án đầu tư trong ngày hôm nay. Người làm kinh doanh sẽ được nhiều người giới thiệu cho những mối làm ăn khả quan. Nếu nắm bắt được cơ hội này thì bản mệnh sẽ đạt được bước tiến xa hơn nhiều. Tuy nhiên, một điều bạn cần chú ý khi làm việc nhóm là không ai có thể phủ nhận tài năng của bạn, nhưng không đồng nghĩa với việc bạn có thể áp đặt suy nghĩ của mình vào suy nghĩ của người khác. Hãy biết tôn trọng ý kiến của những người khác nữa. Thổ sinh kim báo hiệu tình cảm lứa đôi giạt rào cảm xúc, thăng hoa đủ đường. Bạn nghĩ chỉ cần ở bên người đó thì bao nhiêu khó khăn của mình đều sẽ tiêu tan. Cuối ngày hãy dành thời gian nghỉ ngơi, hẹn hò cùng nửa kia, tự thưởng cho mình giây phút thư giãn, cùng chia sẻ về một ngày dài cũng như động viên nhau cố gắng lên nhé. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy. Nên ngồi yên, dù có tính toán gì hoặc đi đâu cũng chỉ đem đến kết quả không có lợi. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, tài lộc dễ hao, chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn các công việc cũ. Có người ở xa trở về, hoặc có tin. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa. Có sự hư hại về lửa điện hoặc điện thoại, đồ gia dụng. Hao tài về mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Có tài lộc, quà tặng, lộc ăn. Có tin xa. Công việc đang tiến hành dễ bị ngăn trở, bỏ dở nửa chừng, dễ bị phá ngang do người hoặc do các hoàn cảnh khách quan đem lại. Có khách đến hoặc nhà có tiệc tùng, đình đám. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ. Nếu có tiền bạc, tài lộc thì cũng phải hao tốn về mua sắm, tu bổ, trả nợ, hoặc được vay mượn. Ngày có nhiều biến động, thay đổi từ công danh, việc làm cho đến tình cảm. Có sự họp mặt, gặp gỡ hoặc có tin tức của người thân, bè bạn. Có người đi xa. Gặp lại người xưa. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc. Mọi việc đến thì nên tiến hành nhanh chóng hoặc cố gắng giải quyết vì trong ngày còn có nhiều chuyện xảy ra, có khách đến, hoặc có tin khiến mình phải giao tiếp. Ngày có nhiều sự bận rộn vừa về công việc, vừa về tình cảm, đông người. Có người mang tin buồn cần nhờ mình giúp đỡ. Cũng có tin vui về họp mặt, gặp gỡ, tiệc tùng. Tài lộc vào ra thất thường. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim. Có tin tức đi xa của thân nhân hoặc bè bạn, có cuộc ra đi ngắn hạn, nhà có tiệc hoặc được mời dự tiệc, có lộc ăn, có sự tu bổ, sửa chữa hoặc mua sắm, tài lộc trung bình,
Ngày có nhiều công việc bận rộn về giao thiệp, xử thế khiến cho tiến trình làm việc dễ bị đứt đoạn, và hao tài. Con số may mắn, 17. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, bạc vàng. Quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất. Người tuổi Tuất có thể phải đối mặt với tổn thương tình cảm do ảnh hưởng của cục diện mùi Tuất tương phá. Những nỗi bất an trong lòng càng khiến suy nghĩ rằng mình đã cho đi nhiều nhưng khi nhận lại thì chẳng được bao nhiêu trong bạn rõ ràng hơn bao giờ hết. Bạn không biết liệu tình cảm này sẽ đi đến đâu nhưng sự mệt mỏi và nản lòng cứ lớn dần trong bạn. Nếu cảm thấy quá mông lung, hãy thử dành cho cả hai một khoảng lặng ngắn để bình tâm suy xét lại mối quan hệ này xem sao nhé. Thương quan ngáng trở, bản mệnh để cho bản thân bị nhiều chuyện cá nhân ngoài lề làm ảnh hưởng nên không đủ tập trung vào công việc chính của mình. Bạn cần phân biệt rõ việc công và việc tư để mọi thứ không bị lẫn lộn cũng như tác động xấu đến nhau. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa. Đề phòng có người nói xấu hoặc kích bác ngấm ngầm thị phi. Có tin tức xấu về chuyện làm ăn cũng như về công danh, tình cảm của người thân hoặc bè bạn. Tài lộc trung bình. Có quý nhân hoặc có tin tốt về công việc của riêng mình. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ. Không có gì phải nóng vội khi có người đến báo tin về công việc cũng như về tình cảm. Tuy gặp điều tốt nhưng cũng nên nghiên cứu, và nêu những ý kiến của mình cho vấn đề được tốt hơn. Có cuộc đi ngắn, mọi việc không nên quyết định nhanh chóng. Tình cảm tốt. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc. Có sự bàn thảo hội họp về công ăn chuyện làm, chuyện đi xa, thay đổi kế hoạch làm ăn hoặc thay đổi về nơi ăn trốn ở nhà cửa. Nhận được tin tức của thân nhân, bè bạn ở xa về di chuyển tin gặp lại người xưa. Tài lộc còn chậm dễ hao. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim. Coi chừng có sự phản trắc hoặc tình thế đảo lộn, có sự chậm trễ, hẹn mà không gặp. Không nên để tình cảm xen lẫn vào công việc của mình. Nếu có sự mong cầu về tình cảm, giao thiệp cũng nên chậm rãi vì niềm tin của họ đối với mình chưa đủ, nên nhẫn nại hoặc có sự thiệt thòi đôi chút sẽ có kết quả tốt. Có tin xa, có tài lộc. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy. Ngày xung của bổn mạng. Nếu không có việc gì quan trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi hoặc thăm viếng, gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Ngoài ra sự di chuyển, đi xa về công việc đều khó có kết quả như ý. Có người đến quấy rầy hoặc muốn nhờ mình giúp đỡ. Tiền bạc nếu có chỉ là chút ít, dễ hao. Con số may mắn, 2, 5. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, nâu. Quý nhân phù trợ thân, dần, ngọ. Tử vi tuổi Hợi. Ngày có tam hợp nhập cục mang đến người tuổi Hợi nhiều niềm vui bất ngờ. Con giáp này có một ngày thứ tư tiền đầy túi mà tình cũng đầy tim, chẳng có gì phải lo lắng muộn phiền. Cũng trong hôm nay, bạn dễ dàng được quý nhân dìu dắt và chỉ hướng để tìm ra phương pháp đúng đắn nhất. Công việc hiện tại tuy chưa thể nói là thăng hoa khởi sắc trọn vẹn nhưng cũng dần dần có được chỗ đứng riêng, tạo dựng được uy tín cá nhân. Tuy nhiên, chính quan độ mệnh nhắc nhở con giáp này đừng quên trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng cho bản thân. Bạn là người nhiệt huyết trong công việc nhưng đôi khi vì thiếu kinh nghiệm nên có thể làm người khác cảm thấy khó chịu. Hãy thật tỉnh táo trong kẻo sự nhiệt tình của bạn lại trở thành thảm họa đối với người khác. Tử vi tuổi Ất Hợi, thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều sự bận rộn cần phải lo toan giải quyết. Trong nhà hoặc trong công sở có sự tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn đồ đạc, vật dụng. Sức khỏe không tốt, mọi việc khó thành, không thuận lợi. Không nên bày vẽ thêm mọi chuyện. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thuộc mệnh thổ. Ngày không tốt. Không nên giải quyết những việc lớn và cũng không nên mong cầu mọi chuyện sẽ không có kết quả. Cẩn trọng về sức khỏe không được tốt để phòng chuyện thị phi, hoặc có tin tức không vừa ý. Nên giới hạn việc gặp gỡ, giao thiệp không tốt. Không nên vướng vào những chuyện tình cảm bất lợi. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc. Có tin tức đi xa của thân nhân hoặc bè bạn. Có cuộc ra đi ngắn hạn. Nhà có tiệc tùng hoặc được mời dự tiệc. Có lộc ăn, có sự tu bổ, sửa chữa hoặc mua sắm. Tài lộc trung bình, ngày có nhiều công việc bận rộn về giao thiệp, xử thế khiến cho tiến trình làm việc dễ bị đứt đoạn, và hao tài. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim. Mong cầu về tình cảm không nên cưỡng cầu và cũng nên khéo léo trong sự giao tiếp để khỏi gây sự buồn phiền cho họ. Về việc làm nên thẳng thắn nói lên sự trở ngại, khó khăn khi có người muốn nhờ mình giúp đỡ. Có tin buồn về sức khỏe, công danh của bè bạn, người thân. Có tài lộc.
có người đi xa, gặp lại người xưa hoặc có tin của họ. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy. Khó có công việc gì trong ngày làm nên kết quả như ý, hoặc làm mà không được hưởng công lao hoặc phải bỏ dở nửa chừng. Chỉ thuận lợi cho các công việc vặt vảnh thường nhật. Con số may mắn, 4, 7. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, bạc. Quý nhân phù trợ Tý, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.